Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 62. Bài 9.1. Cho tam giác ABC có góc A bằng 105 độ, góc B bằng 35 độ. Câu A: Tam giác ABC là tam giác gì? Thì mình thấy rằng là góc A bằng 105 độ, có nghĩa là góc A lớn hơn 90 độ. Một góc lớn hơn 90 độ gọi là góc tù. Tam giác ABC có một góc tù nên nó là tam giác tù. Đây. Bài 9.1 Câu A Tam giác ABC có góc A bằng 105 độ. 105 độ thì lớn hơn 90 độ. Nên tam giác A B C là tam giác tù. tam giác mà có một góc lớn hơn 90 độ là tam giác tù. Câu B. Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC. Thì biết rằng là cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất, đúng không? Cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất. Như vậy thì ở đây góc A là góc tù. Vậy cạnh đối diện với góc A sẽ là cạnh lớn nhất. Cạnh đối diện với góc A sẽ là cạnh cạnh BC. Câu B này. V cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất đây là lý thuyết chúng ta học đúng không? Cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất. Nên cạnh BC sẽ là cạnh lớn nhất. Được chưa? Cạnh BC nó đối diện với góc A nên nó là cạnh lớn nhất. Rồi chúng ta xong 9.1. mình qua 9.2 trong hình 9.6 có hai đoạn thẳng BC và DC bằng nhau BC và DC bằng nhau D nằm giữa A và C hỏi kết luận nào trong các kết luận sau là đúng tại sao thì mình thấy là D nằm giữa A và C cho nên là AC nó sẽ lớn hơn DC mà BC lại bằng DC cho nên AC nó lớn hơn BC đó góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc đứng lớn hơn đúng không AC lớn hơn BC cho nên là góc B sẽ lớn hơn góc A B lớn hơn A đây đây sẽ là đáp án đúng ha mình nói là kết luận đúng là A bé hơn B. 9.2 Kết luận đúng là góc A bé hơn góc B. Tại sao? Bây giờ mình giải thích ha. Bởi vì D nằm giữa A và C. À, đề cho là D nằm giữa A và C, D nằm giữa A và C, nên CD nó sẽ bé hơn CA, CD nó bé hơn CA, được chưa? Mà đề cho CD nó lại bằng CB, nè. CD bằng CB. À, mà CD bằng CB, từ đây chúng ta suy ra CD thì bé hơn CA, mà CD bằng CB, nên mình suy ra là CB sẽ bé hơn CA. À, CB bé hơn CA. Đó, CB bé hơn CA rồi bây giờ chúng ta áp dụng lý thuyết chúng ta học ha tiếp theo trong tam giác abc hai góc b và a cb thì mình lấy a và b hai góc a và b hai góc a và b lần lượt đối diện với a và b a thì đối diện với cb b thì đối diện với ca lần lượt đối diện với cb và ca theo định lý à, đừng có nói là theo định lý một nha không có nói theo định lý một ha theo định lý góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn theo định lý góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn suy ra đây CB bé hơn CA mà A đối diện với CB B đối diện với CA đúng không từ đây chúng ta suy ra điều gì các bạn mình suy ra là A nó sẽ bé hơn B ha suy ra góc A nó sẽ bé hơn góc B đó chúng ta lý giải này cái luận đúng là A bé hơn B A đối diện với bạn này, B đối diện với bạn này. Bạn này bé hơn bạn này suy ra A bé hơn B. Đó. Được không? Rồi, chúng ta xong 9.2. Bây giờ mình qua 9.3. Trong tam giác cân có một góc bằng 96 độ. Hỏi cạnh lớn nhất của tam giác căng đó là cạnh bên hay cạnh đáy. Vì sao? Đây, tam giác căng đây. Tam giác căng này đây là đỉnh, đây là đáy. À. Mình biết rằng là tam giác căng thì hai góc ở đáy bằng nhau. Đó. Cái góc 96 độ nó không thể là góc ở đáy được. Bởi vì nếu mà góc 96 độ là góc ở đáy thì góc còn lại cũng 96 độ. Mình biết rằng là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Mà thằng này 96, thằng này 96, hai thằng này cộng lại là hơn 180 độ rồi. Đúng không? Điều đó vô lý. Như vậy thì góc ở đáy không thể là 96 độ được. Vậy thì góc 96 độ chỉ có thể là góc ở đỉnh. Đó, góc ở đỉnh, được chưa? Mà 96 độ là góc góc tù đúng không? Là góc tù. Nên nó là góc lớn nhất. Được chưa? Nó là góc lớn nhất. Và chúng ta học là cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất. Đó, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất. Thì đây thằng này là 96 độ. Suy ra cạnh lớn nhất sẽ là cạnh đáy ha. Đây là cạnh đáy, còn đây là cạnh bên. Cạnh bên được chưa? Đó, chúng ta đã trả lời là cạnh đáy sẽ là cạnh lớn nhất của tam giác. Đây, bây giờ mình lý giải tương tự như vậy. tương tự như nãy giờ thầy lý giải cho các bạn. 9.3 Mình nói là góc bằng 96 độ không thể là góc ở đây. Góc bằng 96 độ không thể là góc ở đấy. vì nếu nó là góc ở đấy vì nếu nó là góc ở đấy mình có hai góc ở đấy nha thì góc ở đấy còn lại cũng 96 độ À, hai góc ở đấy thì bằng nhau mà à, góc còn lại cũng 96 độ. Khi đó 96 cộng với 96 là hơn 180 đúng không? Khi đó tổng 3 góc trong tam giác vượt quá 180 độ. Được chưa? Điều này vô lý ha. Điều này vô lý. Ok, tổng ba góc trong một tam giác thì luôn bằng 180 độ. Mà nếu mà góc 96 độ nó là góc ở đáy á thì tổng ba góc trong một tam giác nó sẽ vượt quá 180 độ. Điều này vô lý. Đó, mình lý giải là góc 96 độ không thể là góc ở đáy. Được chưa? Nếu mà nó không phải là góc ở đáy thì nó sẽ là góc ở đỉnh ha. À, do đó góc bằng 96 độ là góc ở ở đỉnh. Ok. Và mình biết rằng là cạnh đối diện với đỉnh là cạnh đáy đúng không? Cạnh đối diện với đỉnh là cạnh đáy. Đó, cạnh đối diện với đỉnh là cạnh đáy và góc 96 độ là góc tù ha. À, góc 96 độ là góc tù. Nên cạnh đáy sẽ là cạnh lớn nhất. Đó. Góc đối diện với cạnh đối diện với góc tù sẽ là cạnh lớn nhất. Chưa? rồi chúng ta xong 9.3 mình qua 9.4 ba bạn Mai Việt và Hà đi đến trường tại địa điểm D lần lượt theo ba con đường AD BD và CD, AD, BD và CD, có nghĩa là Mai này, đó, theo đề là Mai này, Việt và Hà. Biết rằng ba điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng, B nằm giữa A và C, ACD là góc tù, ACD là góc tù, đề cho đây là góc tù ha, đây là góc tù. Hỏi bạn nào đi xa nhất, bạn nào đi gần nhất, vì sao? À thì bài này à nó giống với cái bài mở đầu trong cái bài lý thuyết đúng không? Trong phần lý thuyết ha. À, ba cầu thủ đó. Thì mình cũng giải hoàn toàn tương tự như vậy. Thứ nhất là tam giác DBC. DBC có thằng này là góc tù. Cho nên thằng này sẽ là góc nhỏ. Đó, thằng này góc nhỏ. Bởi vì trong tâm, trong một tam giác nếu mà có thì chỉ có duy nhất một góc tù thôi ha nếu mà có hai góc tù là vô lý được chưa thằng này góc tù thằng này góc nhọn. mà thằng này với thằng này là hai góc kề bù đúng không kề bù nên tổng số đo bằng 180 độ mà thằng này góc nhọn suy ra thằng này góc tù được chưa đó thằng này góc tù rồi bây giờ tam giác DAB có góc này là góc tù mà cạnh AD đối diện với góc tù nên AD là cạnh lớn nhất Đúng không? AD là cạnh lớn nhất. Từ đó, chúng ta suy ra là cạnh AD sẽ lớn hơn BD. Được chưa? Tương tự như vậy, tam giác DBC có C là góc tù. BD là cạnh đối diện với góc C. Suy ra BD là cạnh lớn nhất. Đúng không? Từ đó mình suy ra là BD lớn hơn DC đó từ hai điều đó chúng ta suy ra AD lớn hơn BC lớn hơn CD cho nên là bạn đi xa nhất là bạn Mai còn bạn đi gần nhất là bạn Hà đây tam giác xét tam giác BCD 904 9.4 xét tam giác BCD có C là góc tù C là góc tù thì suy ra B suy ra D BC là góc nhọn này là góc nhọn ha suy ra D B C là góc nhọn đó, D, B, C là góc nhỏ Từ đây mình suy ra là D, B, sẽ là góc tù Suy ra D, B, là góc tù Do nó kề bù với góc nhỏ ha nó là góc tù Đó rồi tiếp theo mình có là trong tam giác B, C, D có C là góc tù. À, BD đối diện với góc C. Cho nên BD là cạnh lớn nhất. Tam giác BCD BCD có C là góc tù. Rồi cạnh BD đối diện với góc C. Cạnh BD đối diện với góc C. Cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất, đúng không? Nên BD là cạnh lớn nhất. Được chưa? hay BD BD lớn hơn CD Được chưa? BD lớn hơn CD Đó. Chỗ này chúng ta ghi số 1 nha Mình ghi số 1 Rồi tiếp theo mình xét tam giác ABD Tam giác ABD Có ABD là góc tù A, BD là góc tổ. Tiếp theo cạnh AD đối diện với góc ABD. Nên AD là cạnh lớn nhất đó cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất hay ad nó lớn nhất có nghĩa là ad nó sẽ lớn hơn bd điều này là số 2 ha mình thấy này ad lớn hơn bd mà bd lớn hơn cd đó, từ đó mình có là ad lớn hơn bd lớn hơn cd đúng không từ 1 và 2 mình suy ra được là AD lớn hơn BD và lớn hơn CD. Ok. Vậy đề hỏi chúng ta là bạn nào đi xa nhất, bạn nào đi gần nhất? AD lớn nhất, có nghĩa là bạn Mai là đi xa nhất. CD là nhỏ nhất, có nghĩa là bạn Hà đi gần nhất. Vậy bạn Mai đi xa nhất. Bạn Hà đi gần nhất. Rồi, mình xong 9.4. Mình qua 9.5 ba địa điểm ABC là ba đỉnh của một tam giác ABC với góc A tù AC bằng 500m. Đặt một loa truyền thanh tại một điểm nằm giữa A và B thì tại C có thể nghe tiếng loa không? Nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là 500m. đúng ra là có thể nghe rõ tiếng loa không ha à, mới đúng ha chứ còn nghe thì vẫn nghe mà điều nó không rõ thôi có có thể nghe rõ tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là 500 m thì bài này để dễ hình dung thì chúng ta nên vẽ hình ra 9.5 ba địa điểm ABC là ba đỉnh của một tam giác ABC với góc A tù. Góc A tù thì A đây. Rồi B đây. Và C đây chẳng hạn ha. Mình vẽ đại cái thôi. Miễn sao góc A nó tù là được. Đây, đó, chúng ta có góc A tù góc này tàu, Rồi AC bằng 500 m Đây AC bằng 500 m Đặt một loa truyền thanh Tại một điểm nằm giữa A và B à. Thì bây giờ Mình Đặt một loa truyền thanh nằm giữa A và B Có nghĩa là nằm đâu đó đây đúng không Nằm đâu đó đây Chỗ đây là chính giữa ha à mình cố tình mình tránh giữa ra giữa là được chứ không cần phải tránh giữa được không giả sử à điểm này chúng ta gọi là điểm m đi đó thì bây giờ mình muốn biết được là tại điểm c có nghe rõ tiếng của loa không thì chúng ta cần so sánh mc với số 500 này ha à. thì mình thấy rằng là tam giác AMC là tam giác tù. Suy ra MC sẽ là cạnh lớn nhất. Suy ra MC lớn hơn AC. Hay nói khác là MC lớn hơn 500. Đó. Vậy thì nếu mà đặt loa tại M nằm giữa A và B. Thì tại C sẽ không nghe rõ tiếng loa. Vì MC nó lớn hơn 500. Ok, đó cái làm như vậy ha rồi bây giờ mình sẽ giả sử ha m là một điểm bất kỳ nằm giữa a và b giả sử m là một điểm bất kỳ nằm giữa A và B. Trong tam giác AMC Trong tam giác AMC do A là góc tù. Đây, đây là góc tù ha. Do A là tù. Oh. Nên CM CM đối diện với góc A đó, nên CM là cạnh lớn nhất. CM là cạnh lớn nhất. Nghĩa là CM lớn nhất có nghĩa là CM nó sẽ lớn hơn AC. Được chưa? hay CM AC bằng 500 nên CM nó sẽ lớn hơn 500 m. Đó. CM lớn hơn 500 m. Như vậy thì nếu mà chúng ta đặt loa tại M nằm giữa A và B thì tại C sẽ không nghe rõ tiếng loa đúng không? Do nó lớn hơn 500. Vậy nếu đặt loa tại điểm M nằm giữa A và B. Thầy tại C không nghe rõ tiếng loa. Ok. Đó, đề hỏi chúng ta là Tại C có nghe rõ tiếng loa không? Thì mình trả lời là tại C không nghe rõ tiếng loa. Rồi, chúng ta xong 9.5. Rồi nếu mà có chỗ nào không hiểu thì các em để lại comment. Còn nếu thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.